hắn là Cổ Phi Dương, một phá quân võ đế nổi danh thiên hạ. Không biết vì sao hắn lại đăng xuất ở núi Thiên Đãng 15 năm trước, bất ngờ lại trùng sinh vào Lý Vân Tiêu, một thiếu gia phế vật chỉ mới 15 tuổi. Từ đó cuộc sống của Lý Vân Tiêu thay đổi một cách chóng mặt. Hắn đang không ngừng tu luyện để trở thành bá chủ võ lâm. Nơi này là trong nội sự của luyện thuật sư. Hứa Hàn nghe thấy Vân Ca muốn luyện chế bảo kiếm thì mắt sáng như sao, vứt luôn cả tập giấy trong tay, chạy như bay vào phòng luyện chế, không quên nói với Lục Giao: "Cho dù trời có sập cũng không cho ai làm phiền chúng ta, nghe chưa?" Lục Giao đứng hình, từ trước tới nay chưa thấy bộ mặt điên cuồng của lão như vậy bao giờ. Lúc này mọi người đang ở trong phòng luyện chế, Vân Ca ném thanh kiếm của mình lên cao, dùng đá nguyên thạch và các dược liệu rửa toàn bộ trận pháp và các loại dấu vết. Sau một hồi đun nấu rồng bay phượng múa thì thanh kiếm đã hoàn thành. Hai ông ngắm nghía rồi nhìn thẳng vào mắt nhau dò ý. Trương Thanh Phàm lên tiếng: "Vân thiếu, kiếm này sắc bén vô song, linh khí tràn ngập, nhưng cứ thấy thiếu gì đó, hình như vẫn chưa hoàn thành chế tạo nhỉ?" Vân Ca giải thích: "Đó chỉ mới là phôi kiếm mà thôi, ta vốn muốn định thành huyền binh bậc 3. Nghe các ngươi nói thương hội vạn bảo sắp mở, không biết có thu thập cái gì hay ho không, nếu được thì thử luyện bậc 4 luôn." Trương Thanh Phàm nảy số: "Hay là Vân thiếu giao phôi kiếm này cho chúng ta luyện chế đi. Hai người chúng ta suy cho cùng thì cũng là bậc 4, chỉ cần Vân thiếu mở miệng, nhất định có thể luyện thanh huyền khí bậc 4 khiến Vân thiếu vừa lòng." Vân Ca nói: "Không cần đâu, mình anh cần được hết. Huống hồ huyền khí bậc 4, với sức mạnh hiện giờ của ta, cũng không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực." Vân Ca thấy khuôn mặt dầu dĩ của hai lão thì động lòng chắc ẩn, nhưng mà đến lúc luyện chế vẫn mong hai vị có thể trợ giúp ta. Mọi người cùng nhau nghiên cứu sâu vào trong, ta cũng nên khăn gói quả mướp đi Diêm Võ Thành thôi. Hai lão nghe xong thì như biến thành bông hoa, bay lượn khắp núi rừng, trông như trẻ lại được trăm tuổi vậy. Trước khi Vân Tiêu đi thì bệ hạ Tần Nguyệt cũng đến đưa tiễn, rót rượu kính Vân thiếu một ly tỏ lòng thành kính. Vân Tiêu đặt tay lên vai Tần Nguyệt: "Hy vọng ngươi là một hoàng đế tốt." Hắn cười không ngớt, còn giới thiệu một người để đi theo Vân Ca. Hắn là Trấn Quốc Thần Vệ thống lĩnh Ian, cửu tinh đại võ sư, võ giả trên đỉnh cao, xem a là đỉnh cao được đề cử. Tiêu Khinh Vương thấy anh này cũng đẹp trai nên bảo Vân thiếu hãy mang theo hắn đi, còn không quên nhắc nhở Tần Nguyệt: "Bạch Mâu là đại nữ thần trong Trấn Quốc Thần Vệ của ta, nếu đã ở cùng người rồi thì phải đối đãi cho tốt đấy." Tần Nguyệt kéo mỹ nhân vào lòng: "Yên tâm, ta là người biết thương hoa tiếc ngọc mà." Vân Ca nhắc nhở Bạch Mâu: "Thuật bói trời của cô chỉ vừa đến bạch giai mà thôi, đừng coi bói lung tung, nếu gặp phải cao nhân quật lại, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, còn nặng thì tẩu hỏa nhập mà. Nếu ta nhớ không nhầm, ngũ trưởng lão của bên Quý Nam đó chính là coi bói qua loa cho người khác, bây giờ thành phế nhân rồi." Bạch Mâu sửng sốt: "Ông này là thần sao? Lý Vân Tiêu vậy mà biết ta tiến hành coi bói với hắn, không những vậy mà còn đoán ra được môn phái của ta, lại còn biết chuyện bí mật trong giáo phái." Vân Ca thấy bộ dạng hai người thì chán không buồn nói: "Thôi được rồi, hai người không phải giải thích, nếu ta đổi lại làm ngươi cũng sẽ làm vậy thôi. Sau khi ta giúp ngươi đăng cơ, sợ là từ nay ít gặp." Bệ hạ nghe thấy thế thì thở phào, vui mừng nói luôn chào đón Vân Ca trở lại: "Mãi mãi là Võ Thành Vương của Thiên Thủy Quốc." Các quân lính cũng tung hô gọi tên Võ Thành Vương. Vân Ca rời đi như một nam thần, không quên giơ tay chào tạm biệt mọi người. Mộng Bạch biết sư phụ mình sắp được làm thành chủ thì vui mừng chạy nhảy: "Sư phụ, sau khi người nhậm chức, hãy phong con làm tướng quân đi, để con dẫn theo đại quân trở về, giao ai với mấy bà hàng xóm hay khinh thường con đi." Tiêu Khinh Vương thấy đám học sinh quân đang chặn xe, Bạch Thành Phong làm lớp trưởng dẫn đầu nói: "Xin Võ Thành Vương mang theo chúng tôi đi Viêm Võ Thành, chúng tôi muốn đi theo bên cạnh ngài." Nhưng Vân Ca lại từ chối: "Ta đi chỉ đi chơi tí rồi về thôi mà, ta sẽ không ở lại đó làm quỷ thành vương gì đó đâu, với lại các ngươi còn chưa tốt nghiệp mà." Đang trong lúc khó xử thì Lạc lão sư ra mặt bảo kê cho bọn họ, nói rằng đi theo cạnh ngươi còn nhanh hơn tự bọn hắn tu luyện. Vân Ca thấy vậy không nói được gì, đám học sinh hò reo vui mừng. Nhưng trong đó lại có một cặp tình nhân đang tay trong tay tình tứ, đang phát cơm chó cho tất cả mọi người. La Lam đó thì thầm vào tai người tình: "Chỉ cần chúng ta cố gắng, sớm muộn thì sẽ gặp lại hắn ta mà thôi." Vân Tiêu tức mình hét lớn: "Các ngươi ở đó ăn mừng cái gì hả? Ta chỉ tham gia thương hội thôi mà không phải đi đánh trận. Huống hồ ta chơi một mình quen rồi, thành chủ này ta quyết định không làm." Lão gia tử liền nhắc nhở: "Ngươi xem 2000 người này liên tục phát triển, còn là binh sĩ thế tục bình thường sao?" Với sự cân nhắc của các vị trưởng bối, Vân Ca bắt đầu suy nghĩ lại: "Mặc dù kiếp trước ta độ nhất thiên hạ, nhưng nhiều lần bị các thế lực lớn vây quét mà trọng thương. Nếu như có chỗ dựa vững chắc thì cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Những thiếu niên này cực kỳ dễ uốn nắn, là những thiên tài tốt nhất ở Thiên Thủy Quốc. Dưới sự dẫn dắt của mình, trong tương lai có thể trở thành thế lực mạnh nhất đại lục." Sau 5 phút suy nghĩ thì anh cũng quyết định mang theo học sinh quân, đặt cho một cái tên là Thiên Xu. Nhà cao cửa rộng này là phủ thành chủ của Viêm Võ Thành. Vân Tiêu đeo kính ôm thỏ cực ngầu ngồi trên ghế, quát lớn: "Tiền Nong đi đâu hết rồi? Mau sao kê cẩn thận cho ta."
chủ bộ của Viêm Võ Thành Ngô Tử Thục run sợ giải thích, nói rằng đều bị thành chủ cũ mang về quê chăn rau hết rồi, còn lại đã chia cho các thành chủ khác. Vân Ca tức mình bảo ông cha già đem vài người đi Quốc Đô cùng Dư Đức Hải trả tiền lại đây. Ông cha xắn tay áo chuẩn bị đi đòi nợ, dám đem tiền của nhi tử ta trong phong địa đều đem đi, hắn đây là không muốn sống nữa rồi. Đúng là đường ta đi có quý nhân phù trợ, tiền ta mất có cha già bảo kê mà. Ngô Tử Thục liền ngăn lại, Võ Thành Vương tuyệt đối không thể như vậy. Muội muội của Dư Đức Hải đại nhân chính là quý phi của đương kim bệ hạ. Tính ra hắn cũng là hoàng thân quốc thích rồi. Hơn nữa hắn lại có giao tình với các vị đại quan. Phải biết hàn mấy ngàn vạn kim tệ này cũng không phải cho không. Vân Ca thấy cũng đúng, liền nói trừ Dư Đức Hải ra, còn lại các đại quan trong triều, toàn bộ phải bắt phun hết ra cho ta. Ngươi đem danh sách 10 giới thành chủ cho ta, cùng nhau truy hồi. Nếu chết rồi, thì tìm con cháu của người đó. Vân Tiêu liền để cho cha mình cưỡi Tiểu Huyền, đi đòi nợ cùng cho uy tín. Ngô Tử Thục hốt hoảng, như vậy chẳng phải là đắc tội với cả triều Vân Võ sao? Vân Ca liền phong cho ông ta làm phó thành chủ, ngoại trừ tiền nong, nội thành tất cả mọi chuyện đều do ngươi làm chủ. Khi ta muốn làm chủ thì ta sẽ đến tìm ngươi. Rồi anh vui vẻ cùng với hội bạn đi đến thương hội Vạn Bảo. Ngô Tử Thục không tin được, ta chỉ thích đi uống cà phê nghe hát. Tự dưng trở thành thành chủ rồi ư? Không biết thành chủ mới là thần thánh phương nào mà báo quá vậy. Vân Ca cùng với mọi người đến Vạn Bảo lâu, đúng thật là nơi phồn hoa. Mọi người bán đồ quý hiếm ở khắp nơi. Ông chủ bán trứng đã vô tình rơi vào mắt của Vân Ca. Ông ta biết rõ là quả trứng sắp ung mà vẫn bán cho anh thanh niên kia. Với một cái giá cắt cổ 1 vạn nguyên thạch, đang đến lúc tiền giao cháo múc, thì cổ giao với sự dẫn dắt của thám tử lừng danh Vân Tiêu đã triệt phá được một phi vụ lừa đảo, khiến cho lão sợ chui vào một góc. Vân Ca liền đến nói muốn mua lại, khiến ông ta cũng bất ngờ nhưng cũng bán gấp cho anh. Được di chuyển tính mặc cả từ mẹ, 1 vạn đã biến thành 100 rồi. Lúc mua xong thì cổ giao cùng Vân Tiêu cùng đi với nhau, khiến lão biết mình bị lừa thì tức đến phọt cả hai con mắt. Anh liền giao cho thằng đệ một lần ăn hết quả trứng này. Vì hắn là độc thân nên ăn trứng này rất tốt. Hắn khóc lóc sụt sùi ăn hết quả trứng to như này, chắc ta đẻ thêm được quả trứng nữa quá. Vân Ca lấy một quả trứng yêu thú sặc sỡ đưa cho Mộng Vũ, khiến cô nàng tưởng bở, chắc nghĩ ra tên con của hai người rồi cũng nên. Đúng là người có số đào hoa có khác, một người bán linh quả lại va vào mắt của Vân Thiếu nhà ta. Vân Ca liền hỏi tên bán hàng, ngươi nhận ra được loại quả này thế nó tên là gì? Ta không biết, nhưng mà ta chắc chắn đây là linh quả. Bởi vì mắt của ta có thể nhìn thấy thanh lân mãnh bậc 3 với một huyết văn hổ bậc 3 vì nó mà tranh giành bị thương lẫn nhau. Giá 5.000 hạ phẩm nguyên thạch chính là vì ta không biết loại quả này. Nhưng ta tin nó quả thực có giá trị lớn. Vân Ca với thái độ biết người biết ta nói, vậy mà hai yêu thú tranh nhau thất bại nên quả này ngươi mới lấy được. Đừng nói với ta hai yêu thú đó tha cho ngươi. Đúng là chém gió cũng phải có căn cứ chứ. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!